Hello, xin chào các bạn, xin chào tất cả các anh chị em và các bạn nhỏ thân mến. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem. Đây các bạn, những cây dâu mà trong chậu treo của mình hơn một tháng rưỡi này rồi các bạn này. Cỡ tầm một tháng rưỡi từ lúc mình bón phân đó các bạn, từ khi mà mình bón phân cho nó được hơn một tháng, tầm tháng rưỡi đó các bạn. Các bạn thấy cái chậu này là chậu đầu tiên của mình đã thu nhiều rồi này, nó vẫn ra trái một cách là phát triển đó các bạn. Các bạn thấy vừa rồi mình thu hoạch hôm 12 mình thu hoạch là mình thu hoạch thấy còn lại trái cũng đỏ luôn các bạn này. Chậu này là chậu cũ nhất rồi các bạn này. Còn chậu này là chậu hồng của mình á, là bữa nay là sung nhất đây. Chậu này là mình chưa thu hoạch các bạn. Nó mới ra hoa và lứa đầu tiên này các bạn này. Chậu này cũng vậy. Ra hoa đầu tiên và có trái đầu tiên đó các bạn. Tất cả là ba chậu mình bây giờ vẫn còn đó các bạn. Đường tháng rưỡi từ lúc mà mình bón phân bây giờ nó vẫn tiếp tục nó ra hoa đều đều và nó trái cho trái đẹp luôn các bạn. Bữa nay là coi như tất cả ba chậu đều có trái hết, có hoa. Riêng cái chậu đầu tiên á, là trái này là nó sớm quá. Cái chậu này nó ra trái rất sớm. Nó ra trái sớm cho nên bây giờ nó chỉ còn một trái đi các bạn nha, và còn mấy cái hoa nó vẫn tiếp tục ra hoa đó các bạn. Đó các bạn thấy cũng chịu được một tháng mấy đó các bạn. Bữa nay 15 Tết rồi. Mình chuẩn bị chậu treo là trước Tết. Mấy năm thì mình bán nó được cũng được chục chậu các bạn. Nhưng mà năm nay chẳng ai hỏi các bạn ơi. Các bạn ở trên mạng thì hỏi mình là có bán chậu hoa hay là có bán cây giống hay không. Nhưng mà thực tế ra thì các bạn ở xa quá mình không bán được. Còn những người ở gần thì nói chung cho đúng là họ không mua các bạn ơi. Năm này nghèo quá, Covid làm ăn khó, người ta không mua cái chậu nào hết. Cho nên ba chậu của mình vẫn còn tiếp tục treo đây các bạn. Hôm nay là ngày 15 rồi. Mình thấy trái nó nhiều các bạn, cho nên bây giờ mình phải đi thu hoạch luôn ở ngoài vườn. Tuy là mới thu hoạch được có 3 ngày đây, ngày 12 mình thu hoạch, nhưng bây giờ là nó chín nhiều lắm các bạn này. Sơ sơ ở trong vườn mình dưới này đây các bạn, đây nó cũng chín quá trời rồi các bạn này. Đó, nó chín quá trời rồi, xung quanh bây giờ cũng chín nữa. Đợt này dâu dài mai mau chín đó các bạn ơi, tại vì mưa biết, ngày hôm qua cũng có mưa, cho nên bây giờ đất ướt hết và nó cũng mau chín. Nhưng mà trời mưa thì dâu tay nó mau chín, nó mau lớn thì cũng lạc đó các bạn. Nó lạc với thứ như là nó hao hoa các bạn, nó hư hoa nhiều. Nhờ giới thiệu cho các bạn là năm nay mình cũng có một chậu nữa đây các bạn này. Chậu nữa là chậu hoa. Đó các bạn thấy hoa 10 giờ các bạn. Đó, treo lên cho các bạn xem đó. Hoa 10 giờ mình ít treo. Giờ mình treo hoa 10 giờ lên cho các bạn xem. À, 4 chậu. Đây đó các bạn, vậy người ta không mua các bạn ơi. Chẳng ai mà mua, chẳng ai hỏi. Các bạn thấy rất là dễ thương chứ. Nói cho các bạn thấy, bây giờ mình làm cái chậu hoa 10 giờ nên mình bán được bao nhiêu đây họ cũng mua hết các bạn ơi. 10 giờ nay 20-30 ngàn bán cũng được mà để họ không mua, cho nên mình phải để cho nó vui, cho nó đẹp vậy đó các bạn. Bữa nay treo cái chậu hoa lên 10 giờ lên cho các bạn coi đó, cho dễ thương xí. Còn đây các bạn, bây giờ mình sẽ chiếu cho các bạn mình thu hoạch nha các bạn. Mình sẽ thu hoạch đây các bạn này. Hoa đỏ các bạn. Hoa đỏ này trái cũng chín rồi các bạn. Các bạn thấy cây hoa đỏ của mình là trái cũng chín rồi đó. Nhiều cây hoa đỏ nó ra trái mà nó chưa chín, còn nhỏ. Thôi bây giờ mình tiếp tục mình đi thu hoạch nha các bạn. Quay cho các bạn xem
tình hình dâu của mình. Dâu thì đẹp nhưng mà nói cho đúng là chẳng ai mua các bạn ơi. Trái như thế này đây, nó đỏ đây mà không thu hoạch là không được các bạn ơi. Mới thu hoạch đây rồi, thu hoạch lại các bạn này. Thôi hái trái đầu tiên đi. Đây các bạn, hái mấy trái này đi, rồi ra ngoài hái đi. Các bạn thấy ở trong cái phạm vi này là cũng có trái chín nhiều rồi. Đó. Đây các bạn, trái chín quá trời các bạn. Thu hoạch thì các bạn biết rằng dâu tây cái mùa mưa này, mùa xuân này nó có mưa cho nên nó màu lớn trái của các bạn ơi. Hay quá trời trái chín các bạn đó. Đó, dâu chín quá trời các bạn ơi. Đấy hừ. Đấy luôn. Trung quanh chỗ này là nhiều trái chín lắm các bạn. Còn mấy trái này thì tạm thời tí nữa mình vào mình thu hoạch luôn. Rồi mình lên trên này các bạn nha, lên trên đồi. Giờ lần lượt lên trên đồi mình thấy các bạn. Đây trong cái chậu xi măng đây các bạn ơi, trái quá trời, trái này to quá các bạn, trái này to quá. Đây các bạn, mình bước lên cái cấp để lên đồi là có trái rồi các bạn. Năm này nói cho đúng dâu tây nó ra trái thì nhiều nhưng mà cây nó cũng có suy nhiều cho nên cái nhiều cây nó suy thì nó không ra trái, còn những cây mà nó tốt tươi là nó ra trái hết, còn có số suy nhiều chứ bộ, còn nó ít đâu. Thì ngay chỗ này là mình thấy là nhiều rồi này. Trời mưa hôm qua các bạn, nếu như mình không hái thì nó sẽ đặt trên này để lại hái nó nước hết. Đây qua một cái giạc bình trái này các bạn này, vạt này là hôm trước Tết mình có bón phân cho nó các bạn ơi, cái đây trái nó rất là nhiều, bây giờ mình phải lựa mình hái các bạn, trái nhiều lắm. Hai lùn đi, mưa nứt, mưa bị nứt trái dữ, cho các bạn coi nứt rồi, mưa nứt, đây nó nứt trái, ở trên thằng nứt này, trên này chuẩn bị nó nứt trái đó các bạn, đó, có cái mấy cái nứt thằng chịu, hai lùn này, hái cho nó ra hoa. Trời bớt mưa thì nó ra hoa, nó sẽ đậu. Đây các bạn, ủa trên này hơi trắng, khẽ không sao. Đây đưa thử, đưa thử đấy, đây đi, giờ cao lên đi. Để hái hai tay đi, để xuống đây hái hai tay. Đầy mưa nó sẽ nứt đầy, dễ đau nứt chứ. Ngồi trên đây không phải nứt này, trên này thì nó cũng căng ra rồi nó sẽ nứt vì mưa quá, hút nước nhiều phần bong bóng. Hái đi, hái đất từ mưa qua hái
không để được. Hai cho nó lớn rồi nó bung hoa ra. Nó trên này có hai không? Để vài trái lại. Đẹp quá. Của thầy đang dí nhau từ phía dưới. Rồi. Giá trái ở dưới nó kia đi. Nào. Chiếu qua đây này. Trên này cũng hai đi chứ để làm. À, còn trắng quá không? Ừ. Còn hai trắng cũng quá. Cũng quá. Rồi, hai bên đây đi. Đây, cái hôm qua đây. Cái này to mà nó che dưới thôi các bạn. Cái này to mà nó che dưới không phải là nó hư. Đây nữa, cái này nằm dưới mà thầy. Còn sống. Cái này nè. Để mình thấy thì... Ồ, hoa vẫn còn nhiều. Hoa thì vẫn còn nhiều nhưng mà trời mưa nó sẽ hư. Nhưng mà hết tiếp tục cái này. Đây các bạn này. Nhiều ha. Có vết này. Rồi, hết cái này để quay nè. Cái này trong cái chậu các bạn. Cái vỏ đất này mình để em bay này cái chậu, bốn cái chậu các bạn. Bốn cái chậu của mình để đây. Cái trái trong chậu này sung nhất rồi các bạn. Đây nè. Chậu này nó sung lắm. Tại vì vỏ đất này mình phải để chậu bay. Tại vì cái chậu này các bạn biết đây là ngay gốc thanh long với lại gốc mai. Đây là gốc ma các bạn này. Gốc ma này nó cho thanh long, mình cho thanh long nó bò lên gốc ma cho nên mình để ba cái chậu thôi, nó không có ăn rễ ra. Mình phải trồng xa ra gốc ma đó các bạn. Trồng xa gốc ma nó. Các bạn thấy sơ một cái vạt này không thì bây giờ mình đã hái chừng này vẫn còn nữa các bạn, có để lại lần sau. Rồi, lên đây này đi con. Tiếp tục cái vạt bên nha, bên phải đi các bạn. Mình chờ mình hái cho các bạn xem, đang nhiều lắm rồi. Hôm 12 mình hái rồi nhưng mà mình thấy bây giờ trời mưa xuống nó chín quá các bạn, nên mình phải hái tiếp. Những cái trái nhỏ nhỏ thì bỏ riêng rồi. Rồi, đây. Cũng chưa nứt nhưng mà đều cứ phải hái đi chứ thôi. Con trùng. Đây. Cái này nữa. Nứt đẹp. Cái này đẹp rồi các bạn. Vật dao này nó chưa ra trái bao nhiêu. Góc này nó ra trái nhưng ở giữa nó còn yếu quá, nó chưa ra trái. Trái này đẹp. Cái lùng trái bên này nó bộ nó khô khô này mình phải lo mình hái đi. Khô lại hái trong kia thì trái nó cũng hái cho nó. Trong gì? Còn trắng không? Đây các bạn ơi, hai cái này để vô ăn cũng được. Vô để mà... Cái này còn trắng nhưng mà cái cây nó bị suy rồi mình phải hái. Hái tại vì ta trái nhiều mà cũng bị suy này. Cũng suy này thấy không? Với lại cũng bị bệnh. Dâu mình bị bệnh nhiều lắm các bạn, cho nên bị suy. Đây cái vạt này chưa ra trái các bạn, mà có cái bụi này nó sung nhất nó ra trái đây này. To lắm. Cái này to. Cái này nhỏ này. Còn thì hay luôn. Thôi. Đây này các bạn. Đây này là chưa ra trái nha các bạn. Có trái cái này nè. Vạt dao này là nó chưa ra trái các bạn. Có trái cho này hay luôn. Giới thiệu cho mấy bạn ăn cay. Cái dao bị dặm ta. Nó trái dao to lắm chứ. Các bạn thấy dao tay của mình trồng các bạn này.
trồng cái cây ở bên đường, dặm tới dặm lui nó, các bạn có xíu xiu đi ra hoa rồi các bạn. Dặm cái này có mấy lá, có xíu xiu ra hoa, mấy cây lớn thì ra hoa không nói các bạn này, mà cây nhỏ thì cũng ra hoa các bạn thấy, nhỏ đủ ngày tháng rồi ra hoa đẹp, không thấy được cây ra hoa luôn. Đây, thấy cái bên nhà cái bầu đen, bầu ương đây, cái bầu ương này cũng lớn, mình vô mấy cái cây dâu mà nó nhiều quá đồ, mình vô trong cái bao ương đi các bạn này. Bao ương này cũng được mười mấy phân, mình vô bao ương mình sắp đó các bạn. À, được rồi, mình sắp những cái bao ương này một hàng đi, cái mình cho cái cây vô, cái giống mình cho vô đó các bạn. Tiếp tục đi. Đây cũng có một chỗ treo đây các bạn, chỗ treo mà mình không có treo dây nên bây giờ mình hái luôn các bạn. Chỗ treo này mình để ngoài cái cắp đi lên này các bạn, không treo dây nhưng mà cũng sung lắm các bạn, hái trái của nó. Treo này mình để bên đường, còn chậu treo mình để phía dưới đó các bạn. Đây là những cái chậu treo hết tất cả. Chậu treo có nhiều chậu lắm các bạn. Mình còn được mấy chậu mình để ngoài này các bạn. Đây. Cái cũng sung đây các bạn này. Được 10 chậu. Vẫn còn 10 chậu. Xanh quá. Cái này con quay vào hái phía sau này. Đây, hết trái này đi. Trái này nó cũng không được ít. Trái nó thôi để lại. Đây này, có trái nứt hái luôn. Nứt này các bạn này, các bạn thấy trái dao nó nứt này. Mưa là nó nứt này các bạn này. Cái lằn nứt của nó các bạn thấy không? Nó chưa chín mà đã nứt rồi. Đó, dầu nứt trời mưa đó các bạn. Nó tiếp luôn. Nó tiếp hàng này. Hàng bì này. Hàng bì này mình dùng cái bì đen đó các bạn. Cái này cũng hết đi tại vì nó cũng bị khô với không trời nắng. Một cái lá không chịu hai cái trái. Cây mà chỉ có một cái lá thôi các bạn ơi, tại vì dâu nó bị đốm, nó hư lá mình ngắt hết, ra trái không, ra lá không nổi đó các bạn, bị đốm. Thầy hãy luôn bên đây con. Đây. Đây luôn. Ngồi đất, chắc ngồi đất còn bên kia nữa thôi. Đây các bạn, bóng đẹp đó các bạn. Đây này, cho ngồi đi.